Chốt cho anh Nguyễn Thanh Can 10 cây nhá. Em bán là 90.000 một cây. 10 cây là 900.000 nhá. Và mọi người mua và chia sẻ cho em thì em sẽ tặng kèm một lọ dưỡng hoa này. Chốt cho chị Hà Yên 5 cây này. 5 cây là 450.000 nhá, 90.000 một cây. Chị Phương 5 cây là 450.000 nhá. Tất cả những cái hàng này nó đều là cây ba ngồng hoa mini có các màu ở trên hình, có khoảng 7 hoặc 8 màu ở trên hình ấy. Có những cái màu rất đẹp như là mãn thiên hồng này, cam chớp này, tím công chúa này, hồng phỉ thúy, hồng ban mai. Rồi là bướm hồng thơm, vàng tiểu thư thơm, vàng kim giáp nhé. Có rất là nhiều màu. Các mặt hoa này là đều là hoa mini và có mình có thể chơi được từ khoảng 2 tháng rưỡi cho đến 4 tháng. Hoa nó rất là bền, cây đều có ba ngồng nhé. Hoa mini nó phân tay phân nhánh và chơi được thoải mái từ giờ qua Tết đến tháng giêng, thậm chí là tháng 2 âm lịch, tại vì nó có thể chơi được từ 2 tháng rưỡi cho đến 4 tháng mà. Mọi người chia sẻ thì em sẽ tặng kèm một lọ dưỡng hoa đấy. Lọ dưỡng hoa này sẽ giúp ích là mình có thể chơi được để cho hoa nó bền hơn ấy, để cho hoa nó bền hơn và nó cứng cánh hơn. Mọi người chốt thì nhớ để lại cho em số điện thoại địa chỉ nhá. 90.000 một cây. Cây rất là to đẹp và nó có ba ngồng hoa nhá. Cây có ba ngồng hoa đây. Cây nào cũng đều rất là to đẹp, có ba ngồng hoa như trên hình và các màu như trên hình đấy ạ. Đó ạ, mọi người mua thì chốt lại cho em xin thông tin số điện thoại và địa chỉ nhá. Ship toàn quốc là 30.000 một đơn thôi. Đấy, em tính ship toàn quốc là 30.000 một đơn. Cây thì là 90.000 một cây nhá. Bác nào em đọc tên ấy thì là chốt rồi, còn bác nào em chưa đọc tên ấy thì nhớ để lại cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Cây nào nó cũng đều có ba ngồng. Chia sẻ em sẽ tặng kèm một lọ dưỡng hoa này. Đấy, bác nào chia sẻ em sẽ tặng kèm một lọ dưỡng hoa nhá. Hàng khách 5 cây 450.000 nhé, chia sẻ em tặng kèm một lọ dưỡng hoa này. Chị Kim 5 cây 450.000, chia sẻ em tặng kèm một lọ dưỡng nhé. Chia sẻ rồi thì em mới tặng kèm một lọ dưỡng. Em thấy hiện đây người đã chia sẻ em sẽ tặng kèm nhé. Có các màu hoa như trên hình. Hà Yên 10 cây 900 này. Nguyễn Vương 4 cây 450 này. 5 cây 450 này. Hoàng Công Quân 5 cây 450.000 này. Thanh Mộng này 10 cây là 900.000 này. Đấy, bác nào em đọc tên rồi thì là chốt rồi nhá. Đấy, bác nào chia sẻ em tặng kèm thêm một lọ dưỡng hoa cho mọi người. Ship toàn quốc thì em tính 30 thôi. Cây nào cũng có 3 ngồng nhá. Cây nào cũng có 3 ngồng hoa và có các màu hoa như trên hình. Có khoảng 3 mã hoa thơm như trên hình. Có vàng tiểu thư thơm nhá. Hồng, bướm hồng thơm này. Đây là bướm hồng thơm nhá. Và có một màu nữa là thơm. Đó là vàng, hồng, hai mặt hoa hồng là hoa thơm. Đó, một màu hoa vàng kia cũng là hoa thơm. Có cả màu cam chớp đấy ạ. Màu cam chớp đột biến rất là đặc biệt, đẹp. Tím đậm rất là đẹp. Tím bông chúa, hồng phỉ thúy. Và hồng ban mai nhé. Vàng kim giáp, vàng tiểu thư. Bướm hồng, mãn thiên hồng nữa ạ. Có rất là nhiều màu. Và cây nào cũng đều có ba ngồng nhé. Chốt thì nhớ để lại cho em thông tin là số điện thoại địa chỉ. Em chưa đọc tên thì sẽ có người gọi điện chốt lại nhé. Còn bác nào em đọc tên rồi thì là chốt rồi. Cây nào cũng đảm bảo cho mọi người có 3 ngồng nhá. Cây nào cũng đảm bảo cho mọi người có 3 ngồng và chuẩn hoa Tết nhá. Cây này bây giờ nó đang chuẩn bị có vảy cá này. Nó lên nụ rồi Tết nó nở hoa. Hoa nó sẽ như trên hình đây ạ. Cây nào cũng 3 ngồng nên mọi người mua rất là đẹp. Mua một cây được chơi 3 ngồng. Đó, chia sẻ em sẽ tặng kèm một lọ dưỡng hoa nhé. Và mọi người chốt thì nhớ để lại cho em xin số điện thoại địa chỉ. Cường Võ 5 cây 450 này. Lê Minh 5 cây 450 này. Chia sẻ rồi tặng kèm một lọ dưỡng hoa này. Đặng Đình Thành 5 cây 450 này. Hai Đông 4 cây 5 cây 450 này. Trần Thanh 5 cây 450 này. Anh Phúc 5 cây 450 này. Toàn Chí Đức 10 cây là 900.000 này, tặng kèm một lọ dưỡng hoa này. Chị Nguyệt 10 cây là 950.000 tặng kèm một lọ dưỡng hoa này. Đinh Văn Trường 9 cây 10 cây là 950.000 tặng kèm một lọ dưỡng hoa nhé. Chia sẻ rồi thì em sẽ tặng kèm một lọ dưỡng hoa. Và cây nào cũng là ba ngồng nhá. Bác nào em đọc tên thì là được chốt rồi, còn em chưa đọc tên thì để lại cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Và nhớ để lại cho em số điện thoại địa chỉ thì em mới chốt hàng. Đó, khách cũ thì chỉ cần để lại số điện thoại thôi, khách mới thì bổ sung cho em thêm địa chỉ nhá. Hoàng Thủy 5 cây là 450.000 nhá, 90.000 một cây, chia sẻ tặng kèm một lọ dưỡng hoa. Đoàn Chí Đức 5 cây là 450.000 này. Nguyễn Kim Chi 5 cây 450.000 này. Văn Chương 5 cây 450.000 này. Thầy Thích Tuệ Cảnh 5 cây 450.000 này. Chị Đinh Lệ 5 cây 450.000 này. Chia sẻ em tặng kèm một lọ dưỡng hoa nha. Cái này giúp hoa cho nó bền đẹp hơn rất là nhiều đấy ạ. Đấy, cây nào cũng đảm bảo có 3 ngồng và các mặt hoa như trên hình. Có 3 mã hoa thơm là hồng thơm, bướm hồng và hồng và vàng tiểu thư. Còn có những cái màu khác rất là đẹp, hoa mini phân tay phân cành. Đó, mà lại còn có 3 ngồng, ngày sau nó phân tay phân cành ra thì thành ra nó rất là nhiều hoa.
Hoa mini thì size bông có từ 20 cho đến 30 bông một ngồng đấy ạ. Đó, và nó nở hoa quanh năm, đặc tính của nó nở hoa quanh năm và cho hoa liên tục nhá. Cho hoa rất là size và nở hoa quanh năm. Có các màu như trên hình, ví dụ như cam chớp này, tím công chúa này. Đây ạ, cam chớp đây nhá, tím công chúa nhá, hồng kẻ này, hồng phỉ thúy đấy ạ. Hồng cái bang, hồng ban mai, mát thiên hồng này, bướm hồng thơm này, vàng tiểu thư, vàng kim giáp, rất là nhiều màu đẹp. Toàn là những cái màu mini đặc biệt đẹp đấy. Và cây nào em bán cũng đang ngồng đẹp và có ba ngồng nhá. Giá là 90.000 một cây. Đó ạ, giá là 90.000 một cây nhá. Em bán từ 5 cây và ship toàn quốc là chỉ có 30.000 thôi. Ship toàn quốc là chỉ có 30.000 thôi. Hay là mọi người mua bao nhiêu cây ấy, thì đều tính giá ship cho mọi người 30.000. Và chia sẻ thì em sẽ tặng kèm một lọ dưỡng hoa của Mỹ nhá. Một lọ dưỡng hoa của Mỹ trị giá 40.000. Nhưng mà chỉ dành riêng cho những bác nào chia sẻ thôi. Một cây thì là 90.000. Đó ạ. Mọi người chốt thì nhớ chốt số lượng cây, để lại số điện thoại địa chỉ cho em nhé. Nguyễn Hoàng Long 5 cây 450.000 đã chia sẻ tặng kèm một phân thuốc nha. Tặng kèm một lọ dưỡng hoa nhé. Cúc Trưởng 5 cây 450.000 này. Cô Hà 10 cây là 900.000 này. Phạm Duy Phương 5 cây là 450.000 này. Chia sẻ tặng kèm một lọ phân thuốc này. Nguyễn Văn Phục này 5 cây là 450.000 chia sẻ tặng kèm phân thuốc này. Đấy, đang nhiều bác đang xem cái này thì em không thể nào đọc hết tên được, thì mọi người cứ để lại cho em số điện thoại địa chỉ. Em để lại cho em số điện thoại địa chỉ nhá, sẽ có người gọi điện chốt đơn cho mọi người nhé. Chế Văn Khôi 10 cây là 900.000 nhá, để lại cho em số điện thoại địa chỉ ạ. Cô Xuyến 10 cây là 950.000 nhá, được tặng kèm phân thuốc khi đã chia sẻ này. Nguyễn Tuân 10 cây 900.000 này, tặng kèm phân thuốc đã chia sẻ này. Chị Sương 10 cây là 900.000, tặng kèm phân thuốc đã chia sẻ này. Anh Tuấn 5 cây là 450.000 này. Nguyễn Hữu Phúc 5 cây là 450.000, tặng kèm phân thuốc này, chia sẻ rồi này. Trần Lan Phượng 5 cây là 450.000, tặng kèm lọ dưỡng hoa nhá, vì đã chia sẻ này. Trịnh Đình Tùng này, tại mọi người Trịnh Đình Tùng 5 cây 450.000 nhá. Em không thể nào đọc được hết tên của mọi người, tại vì bây giờ hiện tại đang rất là nhiều bác đang xem. Thế nên là bác nào em đọc tên rồi là chốt rồi nhá. Còn em chưa đọc tên thì mọi người cứ để lại cho em số điện thoại và địa chỉ là được chốt hàng, kèm theo số lượng cây và màu gì cho em nhá. Đây là hoa hồ điệp mini 3 ngồng phân tay phân cành đấy. Mỗi ngồng ngày sau nó lớn ra ấy, từ giờ đến Tết nó sẽ phân tay phân cành ra và nó nở hoa như trên hình nhá. Có nhiều mặt hoa rất là đẹp. Có cam chớp này, tím công chúa, hồng phỉ thúy, hồng ban mai, hồng cái bang và hồng thơm, vàng kim giáp và vàng tiểu thư, rất là đẹp, rất là nhiều màu đẹp như trên hình. Nó phù hợp để những cái không gian như là phòng khách, phòng ngủ, đấy, bàn làm việc, rồi bàn máy tính, các thứ vân vân. Tại vì nó rất là bền đẹp đấy ạ. Hoa mini thì nó cho hoa quanh năm và rất là sai bông. Khoảng một ngồng từ khoảng 20 cho đến 30 bông một cây ấy. Và số lượng nhà em rất là nhiều đấy ạ. Số lượng nhà em rất là nhiều thì mọi người cứ mua thoải mái. Và bác nào có nhu cầu xỉ thì cũng liên hệ em luôn nhé. Bác còn nào có nhu cầu mua xỉ cũng liên hệ em luôn. Cây thì rất là đẹp, đảm bảo cây đẹp cho mọi người được nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Bác nào chia sẻ thì em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc. Đấy, nhiều bác đang xem quá nên em không thể nào đọc được hết tên các bác. Bác nào em đọc tên rồi thì chốt rồi nhé. Bác nào em chưa đọc tên thì em xin phép các bác cứ để lại số điện thoại địa chỉ, em sẽ có người gọi lại cho mọi người nhé. Đó, chia sẻ em sẽ tặng kèm một lọ dưỡng hoa như trên hình. Đấy, lọ này có tác dụng dưỡng hoa, sẽ giúp cánh hoa cứng hơn và bền hơn nhé. Mình pha ra mình tưới trực tiếp vào hoa, đúng rồi. Trần Chị Thủy 5 cây là 450.000 này, chia sẻ em tặng kèm một lọ này này. Đây, em sẽ để lọ này vào đây nhá. Đảm bảo cây nào cũng 3 ngồng ạ. Anh Ba Vua 5 cây là 450.000 này, Nguyễn Hoàng Thân 5 cây là 450.000 này. Phạm Đắc Thước 5 cây là 450.000 nhá, chia sẻ rồi em tặng kèm phân thuốc nhá. Bác nào hiện lên người đã chia sẻ thì là ok là em tặng kèm. Nguyễn Hoàng Thân 5 cây 450.000 này. Chị Huệ 5 cây 450.000 này, Nguyễn Kim Dũng 5 cây 450.000 này. Trung Trần 5 cây 450.000 này, anh Bình 10 cây là 900.000 nhá. Trần Văn Thành 10 cây là 900.000 này. Một ngày đổi đời là 5 cây 450.000 này. Mọi người, em không thể đọc hết tên, mọi người cứ để lại số điện thoại địa chỉ cho em nhé, sẽ có người gọi điện lại chốt đơn và liên hệ với mọi người. Cây rất là đẹp, đảm bảo cây rất là đẹp nhá. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán và đảm bảo cây nào cũng có 3 ngồng. Có rất là nhiều màu đẹp, có mát thiên hồng, có tím, tím đậm, có cam chớp, có hồng thơm, có vàng kẻ, có vàng chanh, rất là đẹp nhá. Mọi người nhớ chia sẻ để được tặng kèm một lọ dưỡng hoa, về hoa mini nó đã bền mà lại còn dưỡng hoa nữa thì mình chơi được rất là lâu, có thể chơi qua Tết, chơi tháng riêng, chơi đến tháng 2 âm lịch, chơi đến tháng 3 âm lịch thoải mái. Đấy, hoa nó bền lắm mà nó nở quanh năm, mà nó hết hoa nó lại cho hoa đấy. Đặc tính của hoa mini là thế, cây rất là béo mập và có nhiều ngồng.
Và cụ thể này em bán cây ba ngồng là 90.000 một cây. Ba ngồng là 90.000 một cây nhá. Đấy, mọi người có thể mua mấy cây thì comment cho em là chốt số lượng cây kèm số điện thoại địa chỉ vào đấy ạ. Ship một đơn toàn quốc thì hôm nay em chỉ tính có 30.000 thôi. Rất là rẻ. Cây nhiều ngồng ship rẻ. Đẹp, bảo đảm hoa và mọi người nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái chứ không phải là xem cây một nẻo gửi cây một nẻo. Đúng không ạ? Đây ạ, cây nào cũng đảm bảo có ba ngồng cho mọi người nhé. Đấy, cây này nhoi nhoi nó còn có bốn ngồng này, một ngồng ngắn ngắn này, nó ra sau rồi chơi tháng riêng được này. Mọi người chốt hàng nhớ để lại số điện thoại địa chỉ cho em nhé. Nghĩa Phạn này, 4, 5 cây là 450.000 này. Lại Trung Nguyễn 5 cây 450.000 này. Phạm Chi Phương 5 cây 450.000 này. Trương Thị Đẹp 5 cây 450.000 này. Nguyễn Thị 5, 5 cây 450.000 này. Trần Mạnh Hà này, 10 cây là 900.000 này. Kiên Trần 10 cây là 900.000 này. Nguyễn Anh Quân 5 cây là 450.000 này. Nguyễn Thị Giúp à, 10 cây là 900.000 này. Phạm Duy Phương 5 cây là 450.000 này. Đấy, một cây em bán là 90.000 nhá. Một cây này em bán là 90.000. Chia sẻ thì em sẽ tặng kèm một lọ dưỡng hoa cho mọi người nhá. Và ship toàn quốc em chỉ tính 30.000 thôi. Các mặt hoa như trên hình em giới thiệu lại. Các mặt hoa là những cái mặt hoa nào cho mọi người rõ nhá. Có cam chớp này, tím công chúa này, hồng phỉ thúy này, hồng ban mai này, hồng cái bang này, mãn thiên hồng, đây là bướm đen thơm nhá, bướm hồng thơm, vàng tiểu thư và vàng kim giáp. Tất cả các mặt hoa mini nó đều là sai, rất là sai bông và phân tay phân cành đó ạ. Phân tay phân cành rất nhiều đây, mọi người nhìn nó phân tay phân cành ở đó thì do không ạ, đây nó phân tay phân cành rất là nhiều. Thì một ngồng của nó phải thường có khoảng 20 cho đến 30 bông. Đó, mà cây này là ba ngồng và đảm bảo cây nào cũng ba ngồng nhé. Em bán là 90.000, mọi người chốt số lượng cây và kèm số điện thoại địa chỉ cho em. Hữu Cường 5 cây là 450.000 này, Nguyễn Thanh 5 cây là 450.000 này, Trần Xuân 5 cây 450.000 đã chia sẻ này, Lê Văn Thảo 5 cây 450.000 này, Hoàng Tú Anh 10 cây là 900.000 này, Hồ Văn Hùng 10 cây 900.000 này, Hà Yên Trung 5 cây là 450.000 nhá. Chia sẻ thì em sẽ tặng kèm một lọ dưỡng hoa nhá. Nhớ chia sẻ để được tặng kèm một lọ dưỡng hoa đúng không ạ? Và bác nào em đọc tên ý, nhiều bác đang xem quá nên bác nào đang đọc tên ý thì là chốt rồi, còn em chưa đọc tên ý thì nhớ để lại cho em số điện thoại địa chỉ để em chốt đơn nhé. Đảm bảo cây nào cũng có ba ngồng và sẽ có người gọi điện chốt đơn cho các bác. Các màu hoa rất là đẹp, trong đó có ba mã hoa thơm là hồng phỉ thúy, bướm hồng và vàng tiểu thư là hoa thơm nhé. Cây nào cũng rất đẹp. Đây, mọi người có thể so sánh kích thước cây với ở cái tay em cầm đấy ạ. Đó, mọi người nhận hàng để được kiểm hàng trước khi thanh toán nhé. Một cây thì là 90.000, mua 5 cây hoặc 10 cây. Em đều tính ship là 30.000 một đơn. Chia sẻ thì em sẽ tặng kèm một lọ dưỡng hoa nhé. Và mọi người chốt thì nhớ để lại cho em số điện thoại địa chỉ. Nguyễn Hữu Trường 5 cây 450.000 này. Nguyễn Hoàng Long 5 cây 450.000 này. Cúc Trường Nguyễn 5 cây là 450.000 này. Phạm Hữu Duy 10 cây là 900.000 này. Chu Văn Vừng 10 cây là 900.000 này. Mọi người nhớ để lại đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhé. Chia sẻ em sẽ tặng kèm một lọ dưỡng hoa. Đấy, những cái bác nào mà hiện lên người đã chia sẻ thì em sẽ tặng kèm một lọ dưỡng hoa nhé. Trần Lan Phượng 10 cây 900.000 này. Nguyễn Hữu Phúc 10 cây 900.000 này. Đâu, bác nào mua buôn thì nhắn tin inbox riêng cho em nhé. Đấy, số lượng rất là nhiều. Số lượng thì vô địch, số lượng không giới hạn nha. Bình thường em chỉ bán buôn thôi nhưng hôm nay em bán lẻ để cho nó sôi động lên, không khí sôi động lên, em bán rất là rẻ. Đấy, cây này mọi người mua ở ngoài thị trường chắc phải tầm 120.000, em bán 90.000 thôi. Cực kỳ rẻ và đẹp.